Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Triều Tiên cho nổ một phần tuyến đường bộ liên triều. Đội tàu chở dầu bóng tối của Nga bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây. Hệ thống phòng không Patriot có thực sự hiệu quả như Mỹ quảng cáo. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Azu trong ngày 15 tháng 10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS đã thông báo về việc Bình Nhưỡng cho nổ một phần tuyến đường bộ nối liền bán đảo Triều Tiên. Yonhap dẫn lời đại diện GCS, phía Triều Tiên đã cho nổ một phần của các tuyến đường Gyeonggui và Đông Hà, phía bắc đường phân định quân sự MDL. Quân đội Hàn Quốc đang ở trạng thái sẵn sàng và có thể đưa ra các biện pháp đáp trả. Truyền thông địa phương cho biết, hai tuyến đường nêu trên là một phần của dự án hợp tác liên triều trước đây trong đó đường Gyeonggui chạy từ Seoul đến Sinuiju dọc theo biên giới Trung Quốc, trong khi đường Đông Hà nối liền bờ biển phía đông của hai miền Triều Tiên. Theo John Hap, động thái của Triều Tiên xảy ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì cuộc họp an ninh quốc gia nhằm tìm kiếm biện pháp đối phó với sự khiêu khích nghiêm trọng từ đối thủ. Tuần trước, Quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA tuyên bố sẽ tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của Triều Tiên khỏi Hàn Quốc và cho biết đã gửi thông điệp tới quân đội Mỹ ở Hàn Quốc để ngăn mọi phản đoán sai lầm và xung đột ngoại ý muốn. Sau thông báo của KPA, quân đội Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động liên quan đến việc cho nổ các con đường dọc theo tuyến Gyeonggi và Đông Hà. Từ trong đêm 12 dạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương, quân đội Triều Tiên đã yêu cầu các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Bản tin của KCNA có đoạn nêu rõ quân đội đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh cần sẵn sàng trong tư thế nói trên và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Đến hôm 14 tháng 10, Hàn Quốc nhận định Triều Tiên đang chuẩn bị cho nổ các đường bộ kết nối liên triều sau khi tuyên bố sẽ cắt đứt giao thông đường bộ và đường sắt với Hàn Quốc. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều thiết bị bay không người lái xâm nhập Bình Nhưỡng để giải truyền đơn. Bình Nhưỡng có đây là hành động khiêu khích chính trị và quân sự có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái UAV qua thủ đô Bình Nhưỡng để thả truyền đơn chứa tin đồn kích động và rác rưởi. Bình Nhưỡng cảnh báo rằng nếu phát hiện thêm một chiếc UAV nữa, họ sẽ coi đó là tuyên chiến. Quân đội Hàn Quốc trước đó đã phủ nhận việc họ đứng sau các chuyến bay UAV nói trên, trong khi những đồn đoán tập trung vào những nhóm hoạt động ở Hàn Quốc mà từ lâu đã gửi truyền đơn và đô la Mỹ về phía Triều Tiên thường là bằng bóng bóng. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khẳng định Seoul phải chịu trách nhiệm và tuyên bố rằng họ đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu chuẩn bị khai hỏa và tăng cường các trạm quan sát trên không ở Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng tuyên bố UAV tuyên truyền đã bay vào không phận thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong những ngày gần đây. Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cảnh báo sẽ có thảm họa khủng khiếp nếu họ không dừng lại. Và mới đây nhất, theo hãng thông tấn KCNA, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập cuộc họp có sự tham gia của các quan chức quân đội, tình báo cấp cao trong đó có Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri yong Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Ri Chang-ho. Tại cuộc họp, Chủ tịch Kim Jong-un đã nghe báo cáo về kế hoạch đối phó với vụ việc UAV Hàn Quốc mang giải truyền đơn xâm nhập không phận Bình Nhưỡng. Các báo cáo này bao gồm cả kế hoạch đối phó của quân đội và tình hình liên quan đến hoạt động tình báo của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra kế hoạch hành động quân sự ngay lập tức và đề xuất các nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trong hoạt động răn đe chiến tranh và thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ lập trường chính trị và quân sự cứng rắn của Đảng Lao động cầm quyền và chính phủ Triều Tiên. Về phía Hàn Quốc, vẫn đang tiếp tục theo dõi các hoạt động của quân đội Triều Tiên và chuẩn bị sẵn sàng biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng quân sự. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sự kết thúc của chế độ nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, họ không thể xác nhận liệu những tuyên bố của Triều Tiên liên quan đến các vụ UAV xâm nhập không phận có đúng hay không? Vừa qua, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về an ninh quốc phòng vào trước đó một ngày. Giữa lúc Bình Nhưỡng chỉ trích vụ việc thiết bị bay không người lái UAV của Hàn Quốc xâm nhập thủ đô này và thả tờ rơi tuyên truyền. Bình Nhưỡng coi vụ việc này là cực kỳ quan trọng và đã đặt các đơn vị pháo binh ở biên giới trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đồng thời cảnh báo bất cứ một thiết bị bay nào của hàn quốc xâm phạm không phận triều tiên và có các hành vi tương tự sẽ bị coi là lời tuyên chiến chủ tịch kim jong un với cương vị tổng bí thư đảng lao động và chủ tịch ủy ban quốc vụ triều tiên đã được báo cáo về các hành động khiêu khích nghiêm trọng của kẻ thù xâm phạm chủ quyền quốc gia trên ngoài ra cuộc họp cũng thảo luận về kế hoạch đối phó quân sự biện pháp hiện đại hóa vũ khí tình hình sản xuất vũ khí và trang thiết bị cũng như hoạt động tình báo của nước này theo KCNA, trong cuộc họp, nhà lãnh đạo đã đề ra phương hướng hành động quân sự trong tình hình hiện tại và chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ về gian đe xung đột cũng như thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Bản tin cho biết, ông Kim đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn của đảng cầm quyền và chính phủ Triều Tiên tại cuộc họp này. Về vụ việc, trước đó ít lâu, Nga cũng đã có phản ứng khi tuyên bố Moscow coi các vụ việc liên quan UAV Hàn Quốc là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Seoul nên xem xét nghiêm túc các cảnh báo của Bình Nhưỡng và ngừng làm leo thang tình hình trên bán đảo. Cùng thời điểm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình một văn bản về việc phê chuẩn hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên lên Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, và đề nghị cơ quan này thông qua. Theo đài RT cho biết như vậy. Báo Đài Nga sau đó đưa tin rằng đề xuất phê chuẩn đã được ghi nhận trong hồ sơ của cơ quan lập pháp. Hiệp ước này được ký kết trong chuyến đi của ông Putin tới Bình Nhưỡng hồi tháng 6, gồm các cam kết của Nga và Triều Tiên trong việc cùng hợp tác để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực và quốc tế. Đáng chú ý, hiệp ước có một điều khoản là nếu một trong hai bên phải chịu một cuộc tấn công vũ trang của một quốc gia hoặc một số quốc gia và nhận thấy mình đang ở trong tình trạng chiến tranh thì bên kia sẽ cung cấp ngay lập tức sự hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể theo Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc và Luật pháp Quốc gia. Hai nước cũng cam kết không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào có hại cho chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự do lựa chọn và phát triển hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa và các lợi ích quan trọng khác của bên kia với bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Đội tàu chở dầu bóng tối của Nga đang vận chuyển 70% lượng dầu bằng đường biển, bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây nhằm hạn chế doanh thu năng lượng ở Moscow. Theo báo cáo từ trường kinh tế Kiev, KSE, sản lượng dầu của Nga được vận chuyển bằng tàu chở dầu, vốn bảo dưỡng với chất lượng kém và không có bảo hiểm đầy đủ, tăng gần gấp đôi trong vòng một năm qua, lên mức 4,1 triệu thùng một ngày. Những phát hiện này nhấn mạnh khó khăn trồng chất mà đồng minh phương Tây của Ukraine phải đối mặt trong nỗ lực cô lập nền kinh tế của Nga buộc Moscow chấm dứt cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. Hồi tháng 12 năm 2022, Vương quốc Anh cùng các nước G7, Australia và EU áp đặt mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng để hạn chế công ty phương Tây vận chuyển dầu thô của Nga. Động thái của phương Tây được xem là sự thỏa hiệp giữa lo ngại lệnh cấm vận hoàn toàn có thể dẫn đến giá dầu tăng vọt và gây ra cú sốc giá dầu toàn cầu. Tuy nhiên, Nga nhanh chóng tìm ra giải pháp tạm thời bằng cách sử dụng đội tàu chở dầu cũ, không rõ chủ sở hữu, cho phép bán với giá cao hơn giá trần. Báo cáo của KSE ước tính, Nga đầu tư ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ vào đội tàu này kể từ đầu năm 2022. Chiến lược này làm giảm đáng kể đòn bẩy trừng phạt của các nước phương Tây. Theo dịch vụ thông tin hàng hải, Lloyd's List Intelligence có hơn 630 tàu chở dầu, trong đó có một số tàu hơn 20 năm tuổi tham gia vận chuyển dầu của Nga Thời gian qua, chính phủ phương Tây luôn cố gắng tìm cách ngăn chặn hạm đội bóng tối của Nga. Hồi tháng 9, Vương quốc Anh công bố lệnh trừng phạt đối với 10 tàu chở dầu nghi ngờ thuộc quyền sở hữu của Moscow. KSE cũng kêu gọi áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với dầu mỏ của Nga và cảnh báo đội tàu ngầm không được bảo hiểm của Nga có thể gây ra thảm họa môi trường ở vùng biển châu Âu. Phần lớn dầu mỏ của Nga được vận chuyển qua tuyến đường vận tải quốc tế bao gồm biển Baltic và eo biển Zibranta. Đại úy cấp 3 Dmitro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine cho biết, hạm đội Nga đã mất khả năng tác động đến tiến trình giao tranh ở Ukraine. Ông Pletenchuk nói, bất kể mức độ sẵn sàng hay số lượng đơn vị, hạm đội Nga không thể tác động đến chiến sự trên chiến trường của chúng tôi. Mặc dù một số đơn vị có khả năng được tái triển khai thông qua vùng biển nội địa, nhưng họ sẽ không làm như vậy vì họ không thể quản lý hiệu quả các đơn vị mà họ để lại ở Biển Đen. Hạm đội Biển Đen về cơ bản bị tê liệt ở khu vực biển Azov, Biển Đen. Theo ông, đối với các khu vực khác, chẳng hạn như địa Trung Hải, quân đội Nga cũng không thể tiếp cận quân Ukraine từ đó. Người phát ngôn Hải quân Ukraine nhấn mạnh, biển Azov nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Hải quân Ukraine. Hai tàu ngầm Nga vẫn ở Biển Đen, có chức năng chính là bảo vệ Novorossiysk. Ông Pletenchuk chỉ ra, Nga đang nỗ lực hết sức để bảo vệ cầu Crimea. Cây cầu vẫn là ưu tiên hàng đầu và họ đang hướng mọi nguồn lực vào đó. Chúng ta thậm chí có thể quan sát thấy các cơ sở như kho dầu không được bảo vệ tốt như cầu Crimea. Được biết, Ukraine đã nhiều lần tuyên bố dùng xuồng cảm tử và tên lửa tầm xa cũng như UAV tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, khiến hạm đội Biển Đen của Nga bị tê liệt. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ransap hồi tháng 12 năm ngoái cho biết, Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó đồng thời tuyên bố sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức. Hồi tháng 3 năm nay, đại úy cấp 3 Dmitry Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine cũng nói rằng một phần ba hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu cuộc xung đột. Sau đó, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố hạm đội Biển Đen không còn hoạt động về mặt chức năng. Viện nghiên cứu Houston của Mỹ từng cảnh báo con số trên có thể tăng 50% nếu Ukraine giữ tốc độ tấn công và Nga không có biện pháp đối phó hiệu quả. Chiến dịch tấn công của Ukraine đã đẩy các tàu chiến Nga phải rút về các căn cứ ở các thành phố cảng Feodosia, cách và Novorossiysk ở Nga. Nhưng ngay cả ở những khu vực này, hải quân Nga cũng bị tấn công. Máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào cảng Novorossiysk hồi tháng 5. Trước các đòn tấn công của Ukraine, Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác tại Biển Đen ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Georgia. Các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở Biển Đen ra xa tầm tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine cảnh báo cũng sẽ tấn công vào khu vực này. Theo Defense Express đưa tin gần đây, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng phòng không sử dụng hệ thống Patriot để đánh chặn một tên lửa siêu thanh Kinza của Nga ở thành phố Kiev. Về sự việc, phía Ukraine cho biết hệ thống Patriot đã ngăn chặn thành công tên lửa Kinza. Các mảnh vỡ của tên lửa sau đó đã rơi xuống ba quận Solomiansky, Sepchenkivsky và Holosivsky. Vụ việc đã làm hư hại một số phương tiện giao thông, mái nhà một tòa trung cư và một khu chợ, nhưng không có thương vong về người được ghi nhận. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện Kinh tế Kien, Đức, dù hệ thống Patriot có thể ngăn chặn tên lửa Kinza của Nga, nhưng phương pháp này rất tốn kém. Ngoài ra, hiệu quả thực chiến của các tổ hợp này cũng không thực sự ấn tượng khi chỉ có thể đánh chặn khoảng 30% mục tiêu trên không. Cụ thể, hệ thống Patriot ở Ukraina đã bán hạn 50% tổng số tên lửa hành trình Kalibr, 22% tên lửa hành trình KH59, 69, 4% tên lửa đạn đạo Iskander, 0,6% tên lửa phòng không S300-400 khi tấn công mặt đất và 0,55% tên lửa siêu thanh KH22. Thực tế Patriot là sản phẩm từ thời chiến tranh lạnh do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển với mục tiêu tạo ra vũ khí phòng không đa dụng và là đối trọng với họ tên lửa phòng không S300 của Liên Xô trước đây và Nga hiện tại. Với sự lớn mạnh và mở rộng của khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tổ hợp tên lửa Patriot đã nhanh chóng trở thành một trong những vũ khí phòng không phổ biến của khối quân sự này và các quốc gia đồng minh. Nó đã trải qua nhiều lần nâng cấp lớn với những biến thể phổ biến như PAC2 và PAC3, trong đó biến thể PAC3 nổi tiếng với khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của đối phương patriot hiện là một thành phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường bmd của mỹ tuy nhiên phương thức này không phải không có nhược điểm để đánh chặn thành công tổ hợp patriot cần phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa tấn công của đối phương sẽ được hệ thống radar giám sát theo dõi chặt tính toán quỹ đạo bay của đầu đạn và lựa chọn thời điểm vàng để phóng đạn tên lửa đánh chặn thông thường khi tên lửa đối phương bay trong khí quyển mà sát với không khí khiến lớp vỏ ngoài có nhiệt độ rất cao và bộc lộ tín hiệu nhiệt hồng ngoại mạnh mẽ. Chính vì thế các đạn tên lửa đánh chặn của tổ hợp Patriot được trang bị hệ thống cảm biến nhiệt cực nhạy để bám bắt và tấn công chính xác mục tiêu. Trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, các tổ hợp Patriot của Israel, đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông đã mất dấu các đầu đạn tên lửa Scud của Iraq phóng tới. Nguyên nhân sau đó được chỉ ra là do đầu đạn tên lửa Iraq nguội đi quá nhanh trong khí quyển, khiến hệ thống sụp xạo quang hồng ngoại của Patriot mất dấu mục tiêu. Sau vụ việc này, Israel đã tập trung vào phát triển tổ hợp tên lửa đánh chặn tên lửa nội địa ở Rào. Liên minh châu Âu EU vừa quyết định viện trợ khoảng 440 triệu đô la Mỹ cho ngành công nghiệp vũ khí của Ukraine. Đây là quyết định lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt trong cách tiếp cận của khối này đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Khoản viện trợ được lấy từ lợi nhuận của các tài sản Nga bị phương Tây đóng băng và nguồn tài trợ bổ sung 190 triệu đô la Mỹ từ Đan Mạch mặc dù EU và Mỹ đã chi hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây vẫn chưa thể theo kịp nhu cầu khổng lồ của Kiev. Do đó, một số quốc gia châu Âu cho rằng Ukraine nên tự sản xuất vũ khí để đáp ứng nhu cầu nhanh chóng hơn. Ông Ian Lesser từ Quỹ Marshall Đức nhận định rằng việc đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine sẽ mang lại sự linh hoạt và lợi ích ngắn hạn cho Kiev, giúp giảm áp lực cho phương Tây. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sự tự lực này không thể thay thế hoàn toàn sự hỗ trợ vũ khí từ phương Tây, đặc biệt khi tình hình an ninh tại Ukraine vẫn còn bất ổn. Hiện tại, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tăng cường hợp tác quốc phòng với Ukraine, đồng thời tìm cách duy trì nguồn tài trợ cho nước này trước một cuộc xung đột đầy khốc liệt trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đắc cử Tổng thống lần thứ hai và sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine đang suy yếu. Đáng chú ý, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã có bước nhảy vọt khi Thủ tướng Ukraine Denis Mihan tiết lộ sản lượng vũ khí tăng gấp 3 lần trong năm 2023 và tăng gấp đôi trong 8 tháng đầu năm nay. Bộ Quốc phòng Ukraine đã phân bổ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ cho ngành công nghiệp này, đồng thời ký hợp đồng với nhiều công ty quốc phòng phương Tây như Renmeto của Đức và KNDS của Pháp Đức để sản xuất đạn pháo NATO và máy bay không người lái. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng ngay cả khi được bơm tiền từ nước ngoài ngành công nghiệp vũ khí của ukraine vẫn chưa thể cạnh tranh với nga một cường quốc vũ khí hàng đầu thế giới ukraine vẫn cần sự hỗ trợ đáng kể của phương tây trong vài năm tới để phục vụ xung đột với nga và giành lại các khu vực chiến lược viện nghiên cứu chiến tranh isvk của mỹ lưu ý rằng ukraine còn phụ thuộc lớn vào các đối tác quốc tế để duy trì năng lực phòng thủ cả nga và ukraine đều gia tăng sản xuất máy bay không người lái uav một vũ khí quan trọng trong xung đột hiện nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng Ukraine có khả năng sản xuất khoảng 1,5 triệu UAV trong năm nay và tăng thêm 2,5 triệu trước trong tương lai. Nga cũng không kém cạnh khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ sản xuất 1,4 triệu UAV trong năm nay. Những UAV này đã được cả hai bên sử dụng rộng rãi, dọc tuyến đầu cũng như tấn công vào các cơ sở quân sự của đối phương mặc dù có sự hỗ trợ từ phương tây và sự phát triển trong ngành quốc phòng ukraine vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trên các mặt trận quân đội ukraine vừa phải rút lui khỏi thị trấn ukleda ở miền đông do thiếu nhân lực và trang thiết bị trong khi nga tiếp tục giành quyền kiểm soát một số khu vực chiến lược quan trọng